vẫn không hiểu rõ bản định giá bảo hiểm. Đại diện Farmers luôn quan tâm đến quý vị. Vì vậy, Farmers đã tạo nên hệ thống định giá bảo hiểm đầu tiên và duy nhất bằng tiếng Việt, giúp quý vị hiểu các chương trình bảo hiểm và bản định giá rõ hơn. Và sẵn sàng tham khảo với đại diện Farmers để xem quý vị có hợp lệ được giảm giá thêm hay không. Dĩ nhiên, quý vị có thể chia sẻ tin mừng này với mọi người. Xin ghé trang mạng Farmers để được định giá ngay bằng tiếng Việt.